Dạ anh Thế. À chào anh Hân. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Ngọc Hân đang có mặt ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh Hân thì là kiến trúc sư trẻ Nguyễn Hòa Xuân Thế. Ngày hôm nay thì Ngọc Hân có hẹn với anh và được nghe anh vật lý giới thiệu về một căn nhà với những ý tưởng sáng tạo rất độc đáo của anh. À, ngay bây giờ anh Thế có thể giới thiệu với Ngọc Hân và khán giả truyền hình không ạ? Mời vào nhà. Dạ. Ở lúc thi công ra cái bộ đề mà chủ nhà cũng nó vướng á, nên anh cũng tỉ anh chặt lại vì cái cây này nó đẹp anh muốn giữ lại. À, cho nên đây chính là cái cây mà từ căn nhà cũ của nhà. Từ căn nhà cũ đúng không? Thế mà mình lại, còn giữ lại được. Giữ lại được cho nên nó vô tình nó đẹp luôn không gian xanh này. Dạ. À còn một điều đặc biệt anh dẫn em đây. Dạ. Đây là một cái hồ bơi cũ chủ nhà nói anh phải giữ lại. Chú nó là thiết kế sao phải giữ lại cái hồ này cho chú. Để chú làm một cái hầm. Thì dựa trên cái hầm đó anh sẽ làm một cái hồ sen nổi để nó phục vụ cho khu vực phòng khách. Đấy cũng là một cái yêu cầu mà khá là đặc biệt của gia chủ đúng không anh? Cái đó nó khó cho anh. Giữ lại cái hồ bơi thì lúc đó anh đã suy nghĩ tới về cái hầm, bán hầm. Dạ. Để anh mở cửa sổ thông thoáng cho cái hầm nữa. Dạ. Và anh kết hợp làm cái hồ sen nổi để cho nó phục vụ cho cái khu vực phòng khách. À. Anh mời em vô phòng khách nha. Dạ. À, như lúc nãy anh chia sẻ là gia chủ có một cái hồ bơi cũ và nổi lên nhưng mà họ lại muốn giữ lại cái hồ bơi đấy, thì đây chắc hẳn là một cái bài toán khá là khó khi mà anh thiết kế ngôi nhà này đúng không ạ? Lúc mà anh nhận tới hồ sơ này thì anh thấy khó vì cái hồ bơi thì điều đầu tiên anh nghĩ tới về kết cấu đó, không biết mình còn dùng được hay không. Sau khi kiểm tra thì thấy mình có thể dùng được. Mình làm cái hầm là nó bán hầm cho nên phải nâng lên và chắc chắn là điều đó mình sẽ nghĩ tới về cái luồng giao thông trong nhà nó sẽ là lệch tầng. Nó là tầng nhau thì phòng khách của mình nó sẽ nằm trên cao và nó tận dụng cái hồ bơi mình làm cái tầng hầm á thì nó không đủ độ cao của tầng hầm cho nên phải nâng cái tầng hầm cao lên là mình sẽ sử dụng đó là một cái hồ sen nổi để cho nó phục vụ cho cái nhu cầu của phòng khách nhìn ra cái tầm nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tức là cũng là một bài toán khá là rắc rối và phức tạp. Thực ra là em cũng chưa đến ngôi nhà nào mà lại có một cái kiến trúc khá là đặc biệt. Khi mới chỉ vào phòng khách nhưng mà nhìn ở đây và quan sát là những cái kiến trúc lệch tầng này, rồi đằng kia là phòng bếp này, ở đây là phòng ngủ, ở dưới là phòng hầm. Đúng là một kiến trúc rất là lạ đấy ạ. Cái hồ bơi cũ mà làm cái tầng hầm á thì không gian nhà này nó thay đổi rất là nhiều. Nó sẽ lệch với nhau không gian phòng ngủ, tầng trệt, bếp ăn khách. Và nó lệch với nhau là cảm giác lúc mình ngồi như vị trí mình đang ngồi là mình có thể mình quan sát được hết cái nhà. Thì nó vừa tạo cái đẹp trong nhà nữa. Như vậy là cái giao thông ở trong nhà cũng khá là lạ đúng không ạ? Khi mà mình đi lên phòng khách này, xong từ phòng khách thì mình lại có thể đi lên gác hoặc là đi xuống dưới thì lại là cái phòng bếp. Đúng rồi. Thường thì em thấy là ở biệt thự phố họ không có dành quá nhiều diện tích cho nhà tắm này rồi là nhà vệ sinh. Thế nhưng mà như anh vừa chia sẻ thì đây là một không gian mà giúp cho chủ nhà thư giãn cộng với một cái lối đi khá là riêng biệt và đặc biệt đúng không ạ? Riêng cái nhà này anh đặc biệt nhất là anh làm khu vực tắm nó rộng gồm có tắm đứng này, tắm nằm và toilet và tất cả giống như một master phòng master. Tức là một không gian thư giãn rất là hoàn hảo ở ngay trong chính cái phòng riêng tư của gia chủ đúng không ạ? Anh thiết kế khoảng lùi cái nhà rất là sâu. Để mình lấy được ánh sáng của căn hộ từ vịnh ngang tới 8 mét thì nó dài tới 20 mét, rất là sâu nên anh lùi khoảng 6 mét. Nhưng mà anh vẫn ưu tiên cho khoảng thông tầng phía sau vườn. Anh lùi phía sau khoảng 2 mét về một phía nhà thôi, 2 mét và 4 mét để anh lấy cái không gian cho cái phòng ngủ sau với cái vệ sinh sau để nó thông thoáng và nó đối lưu để không khí. Khi mà nghe anh chia sẻ về cái kiến trúc cũng như là cái ý tưởng của ngôi nhà này thì em thấy là nó khá là đặc biệt so với rất nhiều những ngôi nhà khác em đã từng đi. Vậy bản thân anh là một người thiết kế thì anh tâm đắc nhất là không gian nào trong ngôi nhà này? Anh thích nhất không gian là không gian phòng khách.
À, chính là nơi mà chúng ta đang ngồi đúng không ạ? Đúng rồi, không gian phòng khách mình nó là lệch tầng so với độ cao bên kia của phòng bếp. Mình có thể mình nhìn được bếp ăn, sinh hoạt gia đình. Mình nghĩ những ngày tiệc tùng á, thì tất cả mình ngồi đây mình có thể nhìn được tất cả không gian trong nhà và sân vườn nữa. Thì đã có những hồ cảnh, hồ cá. Em cũng tưởng tượng rằng là đến những ngày lễ Tết rồi là những ngày cuối tuần, khi mà nhà có đông khách khứa rồi là trẻ con, thì dù là mình ngồi ở cái vị trí nào thì cũng cảm giác như là mọi người đang rất là chan hòa và có cái sự kết nối với nhau. Khi mà ở trên này mình có thể quan sát là khách đến này, hay là khách đang ngồi ăn, hay là mọi người đang đi ra vào cầu thang, thì tất cả đều nó là một cái mối liên kết đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì anh làm cái không gian của anh nó mở, anh cũng hạn chế về xây tường. Không gian anh là không gian giống như vay mượn, ngồi ngay phòng khách đây mình cảm thấy mình cũng có thể mình lấn vào phòng bếp ăn, mình cảm cái tầm nhìn mình nó vượt qua. Cho nên khách, ví dụ phòng ăn nó cũng có thể là thấy phòng khách, trên cảm giác nó rất là thoáng, anh hạn chế rất những cái vách tường ngăn. Giới thiệu cho em một cái phòng ngủ trai của chủ nhà. Trên đây không gian nó cũng giống như làm giống như ở dưới đất thôi, nó cũng có terrace sân vườn, tất cả không gian được tiếp xúc với cây hết. Đây là phòng ngủ. Wow, đây. Như vậy là ba mặt đều có những không gian xanh và những khoảng mở phải không anh? Đúng rồi, tất cả ba mặt em đều tiếp xúc hết với không gian xanh. Dạ. Từ khu vực đây là khu vực nó thư giãn. Dạ. Nó ngồi lên nó có thể nó có một ghế nó ngồi uống trà nhìn thôi. Ừ. Nếu như trời mưa thì nó không cần ra ngoài. Dạ, đúng là từ đây thì mình có thể hoàn toàn ngắm cảnh ở cả ba mặt quán ở đây. Ừ. Dạ. Còn không gian kia là không gian đó. Dạ. Còn đây là khu vực nó làm việc. Khu vực làm việc thì nó cũng có được không gian xanh đây. Dạ. Nó có được cái ban công bên này. Dạ. Thì trồng cây. Ở đây mình bố trí tất cả ban công đều là kính đúng không ạ? Chúng có một cái cảm giác rất là gần gũi và hòa mình cùng thiên nhiên. Ừ. Anh xử lý đây là cái cửa sổ thôi, khu vực cửa sổ để nó lấy gió. Dạ. Còn khu vực này không cần mở cửa sổ, tại vì nhà có tính sau này có em bé. À. Nó nguy hiểm nên không có mở cửa sổ. Dạ. Đó. Đây, khu vực thư giãn đây, em dạ. có thể ngồi đây. Dạ. Có cả những chiếc chuông gió đó. Ừ. Đúng là một cái không gian thư giãn rất chi là yên tĩnh. Ừ. Và cảm giác như là một cái vườn ở quê vậy. Ừ. Trên này buổi tối thì có thể nó ngắm trăng, nó nướng BBQ ngoài đây, nó vui chơi ngoài đây. Dạ. Có thể thổi cần xuống phần ba mẹ ở dưới thì không gian là sinh hoạt riêng của con thôi. Em nhìn ngó thấy cả một không gian cây cối rất là xanh tốt. Ừ. Em nghĩ rằng chủ nhà cũng hẳn là một người rất là yêu thiên nhiên nên là mới có thể chăm sóc cũng như là trồng rất là nhiều những loại cây xanh tốt như thế này. Cái hồ bơi là cũng là một cái không gian mà mình thư giãn. Dạ. Và chung quanh nó là một cái vườn cây. Dạ. Thì chú lúc mà làm cái nhà thì cũng cái ý tưởng mình muốn giữ lại các cái không gian xanh. Dạ. Như là hiện tại bây giờ. Dạ. Thành ra là cũng muốn là có những cái giật cấp lên xuống để mình. Dạ. Nhìn từ trên cao xuống thì nó sẽ. Dạ. cái khác so với là bình thường, cái nhìn bình thường. Thành ra là cũng muốn giữ lại hồ bơi với muốn làm một cái giống như là một cái tầng hầm của mình á, để mình có thể là có vài cái sinh hoạt ở dưới đó. À. Cho nó cách âm rồi nó tốt. Thì vì ý tưởng đó nên là mình muốn giữ lại. Quyết định và ra một cái đề bài khá là khó đối với người kiến trúc sư là biến hồ bơi thành một cái tầng hầm đúng không ạ? Vâng. Đúng là một cái ý tưởng rất là độc đáo. Ở trong ngôi nhà của chú thì con thấy có rất là nhiều những góc, những cái khoảng không gian đẹp và lãng mạn. Như là ở đây chẳng hạn. Nhưng mà riêng với bản thân chú thì chú thích khoảng không gian nào nhất trong ngôi nhà của mình? Thực ra thì điều mà nói mà cái nào mà thích nhất thì cũng. Dạ. Rất là khó. Tại vì khi mà chú với là thế bàn về thiết kế đó thì. Dạ. Phải bảo đảm trong mọi cái điều kiện thời. Dạ. Tiết và thời điểm sáng trưa chiều gì nó cũng có những khoảng không gian để cho. Dạ. Mình có thể thư giãn và thoải mái. Dạ. Vì có thể có những cái buổi mà chủ nhật mình ở nhà. Dạ. Thì không phải là chỉ cái lúc nào mình đi làm thì chỉ còn buổi sáng buổi chiều thì đơn giản rồi. Đúng rồi. Thì đây là một trong những cái khoảng không gian mà cảm thấy là chú cũng rất là ưng ý. Dạ. Nhưng mà có thể là lúc mà trời mưa thì nó không giải quyết được. Ừ.
Đó. Trời mưa thì con thấy là mình có thể ở trong phòng và mình ngồi mình ngắm ra đúng không chú? À đúng rồi, lúc đó phải buộc ở trong phòng. Nhưng đặc biệt là những cái buổi sáng hoặc là buổi chiều hoặc là những tối có trăng thì cái vị trí này là vị trí mà chú cảm thấy là chú ưa thích nhất vì nó gần gũi với là thiên nhiên nhất. Dạ, con cũng xin là cảm ơn cô chú ngày hôm nay đã rất là nhiệt tình và thiết đãi gặp bọn con đến ngày hôm nay. Con cũng xin là chúc cho cô chú sẽ luôn có những khoảng thời gian đầm ấm, hạnh phúc và vui vẻ trong ngôi nhà của chính mình. Dạ, cảm ơn Ngọc Khang. Dạ. Anh Thế thân mến, thông thường thì những kiến trúc lệch tầng đang rất là phổ biến hiện nay. Vậy anh có thể tư vấn cho những khán giả của chương trình Thông Dân Xanh về những cái lưu ý, về những cái hạn chế rồi những ưu điểm của lối kiến trúc này được không ạ? Về kiến trúc lệch tầng thì nó có cái điểm lợi của nó là về không gian, về cái chủ đầu tư trước tiên họ thích là không gian họ liên thông gần gũi với nhau. Đặc biệt những người lớn tuổi dù họ tầng trệt trở lên lửng thì khoảng 9 bậc, họ lên lầu 1 là thêm khoảng 13 bậc. Thì mình đi lên khu vực đó nó gần gũi, từ người này tầng này nói chuyện với người lên lầu kia nó lệch nhau thì nó sẽ nói chuyện gần nhau hơn. Cái lệch tầng á, nó có điểm yếu của nó là bị lệ thuộc bởi vì cái sân bếp xây dựng cái độ cao á. Nó điểm yếu nó nữa là cái không gian để bố trí cầu thang nó rất là nhiều. Nội 2 lầu là em thấy 4 tầng à. Như vậy là chúng ta cần phải rất là suy xét và kỹ lưỡng khi mà lựa chọn cái phương pháp đối kiến trúc này đúng không ạ? Đúng rồi. Xin được cảm ơn anh Thế về những chia sẻ cũng như là những lời tư vấn hết sức cụ thể ngày hôm nay. Thay mặt cho chương trình thì em có một kỷ niệm chương dành tặng cho anh. Anh cảm ơn và chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi nhà vừa lối kiến trúc táo bạo của kiến trúc sư trẻ Nguyễn Hòa Xuân Thế đã khép lại chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay. Ngọc Hân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.